Năm nay là một năm Tết rất ý nghĩa với Giới, vì khi mà mình vừa có một cái may mắn, mình vừa vượt qua được chính bản thân mình, nhưng mình nhìn lại chỉ làm với mấy cá nhân mình thôi. Trong ở Việt Nam còn rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều trẻ em, rất là nhiều cô chú cũng ở vùng sâu vùng xa, cũng chưa có cái cơ hội được tiếp cận cái nền văn hóa như là chúng ta hiện tại. Cho nên là Giới đã quyết tâm dành cái Tết năm nay để đi đến những cái nơi đó để chia sẻ tình yêu, chia sẻ mọi thứ cho mọi người. Mình có gì mình làm đó, có công làm công, có sức làm sức. Và thực sự năm nay đối với Giới là có một cái Tết thật là tuyệt vời, và điều đó rất là ý nghĩa đối với em. Ráp một câu Tết. Tết. Thôi em ráp một cái câu của chủ đề năm nay nha. Đêm nay trăng thật sáng, bầu trời đầy sao. Tôi đang và xuất phát từ hỏi mình cần làm sao. Ngày bé tôi vẫn hay mơ với bao điều hoài bão. Tự tay mình mở cánh cửa đang chứa đựng những điều khát khao. Và Tết đến rồi, mọi người hãy nhớ cùng nhau làm gì ta? Cùng nhau làm gì ta? Nói chung là chúng ta hãy cần có sức khỏe, vì sức khỏe là trên hết. Có sức khỏe chúng ta sẽ có tất cả.